Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Xe Bít. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé Hữu phỉ của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh đang là một dự án được cấp một phim hòa ngữ vô cùng trong đời Với việc Potter cùng nhạc phim liên tiếp nối đuôi nhau ra mắt trong những ngày gần đây Phản phỏng đoán rằng quãng đường đi tới ngày phát sóng của bộ phim Hữu Phỉ sẽ không còn xa nữa và giờ đây, lịch chiếu chính thức của bộ phim đã được đoàn phim công bố trên mạng xã hội. Đang hốt hoảng quá mức mà quên hết tôi là ai, hữu Phỉ là gì, hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn thật đẹp và gom góp lại những gì cần nắm về hữu Phỉ để có trải nghiệm xem phim trọn vẹn nhất nhé. Đầu tiên, cảnh báo khác xa bản gốc, fan nguyên tác không chủ quan được. Mặc dù còn quá sớm để đánh giá là hữu phỉ có thật sự phá nát nguyên tác hay không, Vậy nhưng dựa vào tấm ảnh trước hamburger, nguyên tác và cải biên mà Triệu Lê Dĩnh đăng lên Weibo vào 15 tháng 11 thì khả năng bộ phim sẽ có nhiều chi tiết khác xa so với bản gốc là rất cao. Được biết kịch bản phim sẽ thêm mắm, dặm muối, tình tiết nữ phụ trở thành người yêu đơn phương, hy sinh thầm lặng vì tạo doãn Vương Nhất Bác nhưng không để anh biết được. Thậm chí nhân vật Chu Phỉ do Triệu Lê Dĩnh đảm nhận phải ghen ngược với nữ phụ fan nguyên tắc chưa chắc đã nằm lòng được bộ phim đâu nhé. Thứ hai, Triệu Lê Dĩnh gái một con mà trẻ quá trẻ còn tự đóng hết cảnh hành động đỉnh chưa kìa. Hữu phỉ là dự án Triệu Lê Dĩnh tham gia ngay sau khi sinh con trai đầu lòng cho Phùng Thiệu Phong. Do vậy, fan hâm mộ tỏ ra vô cùng trông đợi vào lần trở lại này của nữ diễn viên. Trong phim, Triệu Lê Dĩnh vào vai Chu Phỉ, một cô nàng được miêu tả với những cụm từ như từ chất kém, công phu nát, khinh công như quả cân, tâm thô hơn cả eo, trừ có chút thành tựu ở khoản đi tìm cái chết, thì chỉ còn lại cái mặt miễn cưỡng có chút ưa nhìn. Mới nghe qua thì đã biết rằng đây là một cô gái tinh nghịch rồi đúng không nào? Triệu Lê Dĩnh với khuôn mặt trẻ trung, bổ bĩnh của mình, chắc hẳn sẽ xử đẹp vài diễn này một cách dễ dàng thôi. Các cảnh quay hành động cũng được cô nàng tự mình đóng mà không cần thế thân. Phan hâm mộ của hữu phỉ đã yên tâm chưa nào? Thứ ba, quên chàng làm mông cơ lạnh lùng của Trần Tinh Lệnh đi, Vương Nhất Bác ở hữu phỉ, nhí nhố không ngờ luôn. Nếu đã từng quen với một Vương Nhất Bác lạnh lùng, băng lãnh ở chân tình lệnh, thì tới với hữu phỉ, chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ đấy. Chàng tạ doãn không còn mặt lạnh như xưa nữa, trái lại lúc nào cũng tươi cười như ánh mặt trời. Trong phim Vương Nhất Bác vào vài tạ doãn, bên ngoài lạc quan, nhí nhố, đáng yêu, nhưng bên trong lại chứa nhiều tâm tư và bi quan. Hơn chu phỉ những 10 tuổi, thế mà lúc nào anh chàng cũng như trẻ con, tính cách bày trò để chọc ghẹo cô nàng. Đây chắc chắn là hình ảnh trái ngược đáng mong đợi của Vương Nhất Bác kể từ bộ cổ trang đóng cặp cùng với tiêu chiến. Thứ tư, phản ứng hóa học cực xịn tới từ cặp chính, khán giả cứ cẩn thận, kẻo mệt tim lắm đấy. Trong hữu phỉ, tà doãn hơn chu phỉ những 10 tuổi, nhưng trên thực tế mọi thứ lại xảy ra theo chiều ngược lại. Ấy thế mà điều này lại không hề làm khó được hai diễn viên. Xem những cảnh quay được hé lộ quay qua trailer của bộ phim khán giả có thể thấy được chemistry của Vương Nhất Bác và Triệu Lê Dĩnh quả thật vô cùng bùng nổ. Từ những đoạn kỵ nhau như lửa và nước cho tới những cảnh thân thiết khiến các fan phải mệt tim, cả hai đã phối hợp với nhau vô cùng ăn ý như hai thỏi nam châm trái dấu nhưng bám chặt lấy nhau. Tình yêu của Tạ Doãn và Chu Phỉ cũng được xây dựng theo một tuyếp oan gia ngõ hẹp, vậy nên hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả những chàng cười vô cùng sáng khoái. Hãy cùng với chúng mình đếm xem Tạ Doãn sẽ bị chu phỉ, đá mông, ăn đấm bao nhiêu lần, chắc chắn sẽ thú vị lắm đấy nhé. Thứ năm, vui nhưng bi thương cũng đầy ắp, chuẩn bị sẵn khăn giấy kẹo khóc hết nước mắt. Trong trò lơ mới nhất của Hữu Phỉ, những bi kịch mà cặp đôi Tạ Doãn chu phỉ sắp phải đối mặt đã được hé lộ. Ở đoạn cuối, Tạ Doãn đã bị đánh trọng thương và chu phỉ đã phải vận công trị thương giúp anh chàng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Không những thế, lơ còn khép lại bằng câu nói đầy đau thương của chú phỉ. Đợi ta nhé. Phải chăng cái kết của hữu phỉ sẽ nhuộm đầy bi thương hay đậm mùi âm dương đôi đường? Có thể thấy rằng hữu phỉ đang chiếm trọn sự tò mò của khán giả khi phải trộn đủ loại cung bậc cảm xúc, khiến fan đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hữu phỉ chính thức lên sóng vào ngày 16 tháng 12 năm 2020. Lịch chiếu theo giờ Việt Nam phân bố như sau. Vào ngày 16 tháng 12, lúc 8 giờ sáng, phim sẽ chiếu 8 tập đầu tiên cho tài khoản VIP. Tới 7 giờ tối, sẽ chiếu tiếp tập 9 và tập 10. Phim gồm 51 tập, lên sóng từ thứ 2 tới thứ 5 hàng tuần. Chúng mình là Hoshibit. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.